Đấy, cuối tuần không có gì làm mọi người ấy, rủ nhau ra ngoài đường chạy thả diều này. Hỏi ô tô đấm vô. Gãy quét thôi. Lấy quét khác. Thế là bước đầu là thất bại rồi. Lại thất bại rồi các bạn ơi. Ok, hello cho các bạn nha. Ok, hello chào các bạn nhá. Xin chào. Ok. Ok. Ơi, cá đâu mình yêu này? Đem đi bán đi. Đi bán à? Ê, chào, hôm nay chủ nhật anh em ở nhà tụ tập đông quá nhỉ? Đi đây. Ok, hello chào các bạn. Thấy có cá thì xuống quay một tí nhá. Xong cá thì xịt cái gì vào cá này? Không cần như lại em đi xịt cái cửa đâu này. Cửa nào? Quay thật hay quay giả đây? Ờ, quay thật chứ còn gì nữa. Ui chà. Đây, sáng chủ nhật của anh em đây. Cứ đến đầu cửa là bấm máy quay đây. Đây. Được rồi, vừa nhìn thấy ở đây đâu mất rồi. Ờ, xin chào anh em nhá. Chủ nhật xuống thăm anh em tí. Cần gì như này tự nhiên nhá, đâu hết rồi. Đâu, quay vui thế nào, quay đưa lên đấy nhá. Ờ. Hả? Cái quái cầm, quái đứa lấy nó quái xoáy xoáy qua kìa. Đâu xoáy kìa đâu, quay thật mà. Quái thật. À, hôm nay quay thật không ai tin này. Mai đưa lên bắt đầu biết nhá. Đây này, dây vẫn chảy này. Để xem buổi sáng chủ nhật anh em làm những cái gì nhá, ngày trong ngày chủ nhật đấy nhá các bạn nhá. Chào sếp Long nhá. À, đi đâu bây giờ về? Gì vậy? Đi đâu rồi về? Anh kia đi vào quay ấy. Về đây thải ra phơi muối đó. Cái gì đấy bác? Bọc cài. À, hôm nay bác có chương trình muối dưa à? Muối dưa bọc cài à, mua về đấy, à, muối dưa đó. À, mua về muối dưa. À, đấy, thì mà phơi gieo ra một nắng con muối đó. À, vào vào đúng rồi. Đấy, phải gieo nắng đó. Cá này làm gì đấy? Mua về ăn à? Của Hùng à? Mua tặng bà con à? Bà con. Ừ. Có ai ra bốc ít đồ để mua ít đồ này? Quay review ngày chủ nhật các bạn ạ. Đấy, ngày chủ nhật của anh em. Ôi, bê đồ vào hộ tờ đấy, bán ra. Dưa. Bỏ đồ à? Lấy cho đồ gì à? Hôm nay xuống liên hoan ngày chủ nhật các bạn ạ. Đâu? Đây, bán ra ơi. Ôi, bia mới sang, bia Việt Nam. Đây đưa bia Việt Nam sang á? Ừ. Ô thế hôm nay mình mua đồ này xuống là hợp lý quá rồi gì đó. Đây đây bán xoa hồ đi, bán xoa hồ đi. Hôi đi. Ôi. Hôi nào? Đi mà hôi đó. Đấy. Nha, đây là mua cho ít cá nhưng mà cá không phải giống cá của Hùng đâu. Đây đây đây. Cái gì? Azuda. Mua chặt to không à? Đâu mua xuống để đi mà, đi dày xuống. Đây. Hai bao gạo này là mua để góp thỉnh thoảng xuống đây ăn các bạn ạ. Ơ còn cái gì nữa nhỉ? À, che. Acabo. Dạ, acabo. Acabo. Ai. Hôm nay chủ nhật anh em nghỉ à? Nghỉ. Đó. Làm gì đấy nhá? Chủ nhật đi làm à? Bỏ cái cá này ra đi, bỏ cái cá này. Bỏ
bỏ cá bỏ tủ lạnh ấy. Có cá. Đấy, anh mua tối để liên hoan đấy. Liên hoan gì đâu? Tối liên hoan, liên hoan gì nữa? Mấy khi ngày chủ nhật thì đây các bạn nhá, mua cho anh em ít cá, tôm cá. Mỗi lần mà anh tiến xuống đấy là đều là có quà đúng không ạ? Có đồ ăn ăn không? Trước là quà khác, còn ngày chủ nhật hôm nay liên hoan là mua quà để liên hoan thôi các bạn ạ. Mua bổ sung ít vitamin tanh cho anh em thôi. Bổ sung thế phải chất tanh. Đúng rồi. Ui. Có ăn hải sản không? Đấy tôm không này, tôm. Tôm. Cá mú này. Đây là cá mú. Đấy. Rồi tin là lên đây. Hàng này mới khủng này. Cái gì đấy? Cái gì ấy? Khui đi, khui đi, khui đi. À, mình mua 4 cái này là tặng cho... Cái này ai mua, ai mua? Ừ. Bà Diều Việt Nam này, mua tặng cho anh Tiến để cho lôi con chơi này. Rồi ok, ok, cảm ơn nhá. Đấy. Giữ lại một cái. Giữ lại một cái à? Để đi làm video giữ cho lôi con chơi mãi rồi. Ôi toang rồi, mình làm video ở trong bản thì bây giờ lại đi làm thỏa diều trước à? Ôi cho cá vào tủ lạnh đi Dũng ơi. Ê không. Nhưng mà cá này chiều liên hoan luôn đấy nhá. Rõ chứ. Chiều 5 cân tôm với cả 4 con cá mú các bạn ạ. Đây. Đâu rồi? Cầm cái máy để anh nhét vào tủ lạnh nhá. Đấy. Xuống đây ăn trực cả ngày ít nhất cũng phải đóng góp đi tí đi. Đi ăn trực nhiều rồi. Bây giờ phải có một tí gọi là vitamin tanh, chất tanh cho anh em chứ không thì ăn thịt thà mãi cũng ngấy. Phải đóng góp và cổ phần vào mà ăn như cứ suốt ngày xuống đây ăn. Đây là đóng góp đấy, đóng góp đấy. Ở tủ kia đâu ơi. Ui. Bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật. Nó có bánh sinh nhật. Ê, cẩn thận ra. Rồi. Không bò nữa đi, bò bên đi nữa đi. Hả? Đây đây rồi. Còn hai bọc. Bữa nay sinh nhật một ngày bí mật. À, sinh nhật một ngày bí mật à? Thì cho anh Tiến thổi nến. Hôm trước mua bao nhiêu nến đây? Con cá này là tí hấp bia nhỉ? Là hấp bia. Là hấp bia rồi đấy. Đóng tu lại châm châm đi, cho kẻo dây dây đi. Nó nhanh rồi đó. Xe làm sao đấy? Xe chèo gầy tại sao? Nuôi đâu à? Mô. Mấy anh em chèo rồi cứ đưa chèo lên. Chèo sau á? Chèo sau rồi đi. Đây. Nhưng mà cá tối ai biết làm không nhỉ? Ừ, đây toàn cao thủ. Đấy. Không biết là hôm nay là cứ cầm máy quay xuống đây để làm gì. Đấy. Còn được bôi bông kia vào dưới đấy không? Đây, chào mày quay này. À, quay chi này. Rồi, đây. Ui giời, sao dí tận vào mặt đây này. Đây, sáng chủ nhật bây giờ hiện tại 10 giờ sáng rồi mà Hùng ca bắt đầu men sáng này. Hôm nay vừa đi lên lấy cá về đây, cá người ta gửi đến đây. À đi cá ở trong xô kia đi tặng bà con à? Vừa đi lấy về sáng đi đâu, bây giờ về làm mỗi gói mì tôm. Nhiều giờ, hai xô cá nhiều giờ. Bảy đám con đấy. Ừ. Đây, bấm. Ôi, dây này nhẹ rồi. Đây này, lấy dây này. Dây này nhẹ mới bay được. Đây, đâu 3-4 cái diều sang từ Việt Nam sang. Đưa từ Việt Nam sang các bạn nhá. Bây giờ là thử xem là cái diều này có chất lượng. Tặng anh Tiến. Cảm ơn đấy, đầu tư 4 con cá với cả 5 cân tôm là bây giờ đổi lại được 3 cái diều. Đúng không? Ngoài dây nó chạy đúng không? Nặng. Đâu. Thế là đúng nhau mà. Mô. Thế là chạy được. Có từ một đoạn ra. Đúng không? Có đồng bàn nó chạy. Đây này, ra đây chạy luôn này. Ở trong trang trại dỗ tàu lắm. Bây này là mai sẽ đi vào trong buộc cho chặt không bẫy đâu đi tìm đâu. Trong bảng Đông Bao Lù rồi là mấy bảng là mình thả thử xem là các em là nhìn thấy một cái con chim bằng giấy bay ở trên bầu trời xem thế nào. Bắt đi đâu. Bắt đây. Bắt đây.
Đấy, cuối tuần không có gì làm mọi người ạ. Đấy, rủ nhau ra ngoài đường chạy thả diều này. Hỏi ô tô nó đấm vô. Gầy quét thôi. Lấy quét khác. Thế là bước đầu là thất bại rồi. Lại thất bại rồi các bạn ơi. Yếu đi bay thì chuyển thế. Thôi tắt đi. Để ngày mai quay xử lý lại cái điều này. Đây hôm nay thất bại đấy các bạn. Thất bại như trang trại. Thế này cho mày quen này. Vọt đi. Ở đây từ thay dây. Thay. Diều này không cần túng đâu, để nó lên ánh cắm. Lên là vầy lên này. Đấy. Tung như diều sáo em. Tưởng diều nặng phải tung chứ. Thay cái dây khác và thay cái que khác. Tua chậm, đang tua chậm các bạn. Đây thì bỏ lên đi một coi. Đông đi. Đây buộc không? Thắng bỏ dây đi bố. Dây ngắn. Giờ là anh em đang quay trở lại cái thời thơ ấu. Ấu thơ. Quay về tuổi thơ. Quay về tuổi thơ nhá. Rồi. Đấy, có dây nó vướng. Nhỏ đâu. Hay vào sân bóng thôi hả? Vào sân vận động này. Cầm nó đứt tiếp đây. Đây rồi. Được rồi đây. Nào, 1, 2, 3, ta đây. Đi. Ở đây rồi, đây. Đi qua chung của ông ta. Chạy về. Yeah. Lúc bước đi qua chung của ông ta. Cái ra đi. Ôi giời. Thế này có gió nữa. Bước cái nhè. Bay lên luôn. Cái bay lên luôn, bay lên. Anh chỉ đừng nói này, là bắt đầu nhỏ. Nhỏ rồi, mấy con. Gõ như vậy. Mình đi thôi. Gõ. Hả? Lên. Ít chờ. Hỏng hết cả diêu đây. Cái này chưa đến bản. Cái đi bay chuẩn này. Bay xa lắm này. Dễ bay mà. Vâng. Lần trước mình làm cái diều bằng tay nhưng mà bay nó không hiệu quả lắm. Bằng diều như này có cái diều này rất tuyệt vời rồi. À lấy ống nhựa ấy, cái ống nhựa xong là bắt đầu rồi. Cắt từ đầu chia dây ra. Hả? À dây như hết cuộn luôn đi. Đấy, cuộn, cứ cuộn vào thì đến bao giờ. Đấy. Mình kiếm một cái. Đấy, anh cho em cái diều ấy đấy. Để mai cho đây này cho cái giường bị gãy que này. Cho như này khỏe. Rồi để đây để chiều bắt đầu là mới chia dây ra tí nữa ngồi chia dây ra. Tặng ai không? Tặng ai? Dép đi mua xuống để chiều đi thả diều nữa tặng ai? Lúc nào tặng?
Các bạn thấy bác sành rượu chưa này? Giờ là xe để phơi dưa này. Úi giời. Xong các bác cũng giải luôn ở trên này này. Bác đổ hẳn cái này ra bác giải luôn ở trên này cho nó nhanh khô này. Để giải giải ra hết đó. Vâng, giải ra. Tụi mình có đi mà. À, đi, đi, đi các bạn ạ. Đem đôi dép đi để chiều đi vào bản các bạn ạ. Đấy, mới mua đôi dép mới tinh, thấy mình ở đây thì tổ ong xanh thì không có thì đi tạm đôi tổ ong trắng này. Đấy, giày vàng nhất ạ. Giày thì cất ở trên xe luôn chứ không thì để ở trong nhà cái là dễ bị ấy lắm, bị hay lắm. Nên là mình là tính là cũng cẩn thận. Đấy, sáng xuống đây là cũng đã đưa được ít đồ xuống cho anh em rồi. Bác tiền biệt giờ mùi chưa các anh tiên? Có chứ, tí nữa bác là bác là đâm tỏi hay là nước sôi để nguội để bò tí nướng à? Hay là cái đi treo của lại đây? Bác cứ hơi khô đi chiều cho anh em muối cho. Ok nhá. Vâng, đấy, chiều để đấy xuống đây còn muối dưa cho anh em nữa các bạn nhé. Rồi, ok, đấy là quay buổi sáng ngày chủ nhật của anh em dạy như thế nào, sinh hoạt như thế nào thì là có hết trong video của các bạn nhé. Đây, cùng Kaka đây. Đồ ăn của mình đây. Thì mọi người ăn cả thôi, em đi cho bây giờ về. Anh Tư ở trên kia, anh xuống rồi, xuống rồi, sáng đi xuống đây rồi đấy. Để bạn em thân em rồi đấy. Rồi, rồi. Ok, chào các bạn nhá, để anh em đi thả diều nhá. Chào các bạn. Chào các bạn.